chiều 25 tháng 10 năm 2019, tổ công tác IM Y9 chi 141 Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tá Đào Văn Anh, đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông, làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Hoàng Cầu Võ Văn Dũng, quận Đống Đa. Đến 14 giờ 50, tổ công tác phát hiện hai người nam nhi đi trên một xe máy có biểu thị nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Hai đối tượng đều thừa nhận bạn dạng thân có sử dụng ma túy đá. Khi vừa vào khu vực chốt 141, hai người trên đã lập tức nói rằng đang trên đường đi dự đám cưới. Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra chiếc phong bì để ở hộp đầu của xe máy thì phát hiện một gói ma túy đá bên trong. Lập tức, hai đối tượng lại quanh co, thay đổi lời khai song đầy mâu thuẫn. Danh tính của hai người này được làm rõ là Nguyễn Minh Xuân 1979, trú tại phố Bạc Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, và Phạm Minh Linh 1982, trú tại phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Gói ma túy đá được giấu trong phong bì, để ở hộp đầu của xe máy. Trong quá trình đấu tranh, Xuân nói rằng biết là ma túy đá nhưng không biết nguồn gốc ở đâu. Và bạn dạng thân đối tượng này cũng không dùng ma túy. Dù vậy, một lát sau, Xuân lại thừa nhận có sử dụng ma túy đá với thâm niên kéo dài 3-4 năm. Trong khi đó, đối tượng Linh cũng thừa nhận có dùng ma túy đá, song gần đây do ốm nên chưa sử dụng lại. Và anh này cũng không biết gói ma túy đá trên xe máy là của ai. Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường. Clip quái chiêu giấu ma túy trong phong bì, giả vờ đi đám cưới. Thiếu tá Đào Văn Anh cho biết, khi vừa vào chốt, họ đã lập tức xin bỏ dở vì đang đi ăn cưới, nhằm tấn công lạc hướng lực lượng làm nhiệm vụ đối với chiếc phong bì để ở hộp đồ. Tới lúc bị kiểm tra và phát hiện gói ma túy đá, họ lại quanh co, giảng nghĩa đầy mâu thuẫn. Sau đó, tổ công tác IM Y9 chi 141 đã bàn giao các đối tượng và tang vật về KO chợ Dừa để kế tiếp đấu tranh, làm rõ. Xem link gốc tại đây.